Mưa đâu rồi đây? Alo à? Alo. Xin hỏi đây về sao anh Thao nhỉ? Thao đây. À vâng. Anh ơi, lúc sáng nay thì em có nhận được quá trình của anh ấy. Lúc chiều anh gọi cho em thì lúc em bận em cũng không bắt máy được ấy. À, em là ở cái đuôi 4 số 1, 54 đây gì? Vâng ạ. À, em là địa chỉ ở đâu nhỉ? Em ở Linh Đàm ấy ạ. À, Linh Đàm à, chính xác, địa chỉ chính xác là ở đâu? HH4C Linh Đàm anh ạ. À, lúc một khoảng 1 giờ em nhận được à? Vâng. Anh điện cho lái xe, họ bảo là nhận được, họ giao rồi, nhưng anh không cho em điện, anh bảo là không biết là lái xe họ có lệch lạc gì không, nhưng anh điện cho em không được. Thì, vâng. Thế thì em nhìn thấy rồi là cũng ổn đúng không? Vâng anh. Thế thì thỉnh thoảng anh phát triển cái chương trình về chủ đề con chim con gáy, em mà có hứng thú hoặc là như nào đấy thì em cứ tham gia cho vui, anh em cùng chơi. À vâng. Em nhưng mà một khoảng, nếu mà em muốn bắt thêm một con nữa ấy, thì giá như nào anh nhỉ? Như em mà bắt một con nữa thì con hay hay anh để cho em khoảng 800 thôi. Con hay hay khoảng 800 rồi. Ừ. Đâu thì anh dòng kim hay dòng... Em quan trọng là em, chứ còn anh cũng đủ vội hết. Quan trọng là em thích cái lối như thế nào thôi. À vâng. Nếu như em thích giọng pha hay là giọng còi hay là giọng đồng hay là giọng gì đấy thì em bảo anh à vâng cho em thôi. Vâng anh. À cái con sáng anh gửi cho em là con giọng thổ ấy. Con ấy gầy lắm đấy nhá, chỉ gầy lắm đấy. Em là người may mắn cực đấy, mày đơn giản không? Dạ anh. Bảo là con đấy là chịu gáy mà gáy hay lắm đấy, em là người may mắn đấy. Vâng. Cứ nuôi nó rồi em con đấy. Vâng anh ạ. À mà nó con đấy nó ở nhà nó gáy gì anh? Gáy rồi đấy chứ, vừa chiều qua vẫn gáy ok, nhưng mà chắc chắn này chuyển sang em thì nó phải mất vài ngày. À vâng, tại vì em vừa mới rốt. Nếu về nó đi đường nó mệt, nó chết. Vâng, cái rồi em hiểu rồi. Đấy thì em cứ nuôi thôi. Con đấy về cơ bản em nhìn là nó cũng ok mà. Vâng. Thì nếu anh lại bắt trực tiếp đấy, nếu mà có anh thì cứ tham gia cho mũi. Thì khoảng anh cung cấp chim non, chim khách. Nếu mới à, vâng. Cấp thứ cái trang trại mình. Anh cũng cung ứng toàn quốc mà. Vâng. Anh đại diện cho anh em ngoài miền Bắc này là gần như anh cung ứng toàn quốc. Vâng. Mây cả miền Bắc. Sắp đến mà sắp đến 8 giờ rồi anh vào lái chim gì nữa. Anh đang chuẩn bị đây rồi. Em có vui không? Thì em nào có được tham gia cái hội? Có. Bây giờ vẫn tham gia bình thường. À, mới được tham gia bình thường à? Tí nữa anh ra cái đề bài xong ai cứ tham gia trực tiếp đi nhắm các thứ đấy. Như hôm qua là anh không thấy em không online, nhưng mà mấy người là có người thủ đoán ngược số có mấy, nhưng mà vẫn có người về. Bây giờ anh làm online ai tham gia? À vâng, ok anh nhá. Ai tham gia trực tiếp thì ok mà. Vâng, vâng. Thế em chào anh nhá. Ok, cảm ơn em. Vâng anh. Hôm nay anh làm gì em thật ra anh mấy lần mà không nghe máy đấy. Anh như nay anh đi trên đường lúc đấy nó bị bục nốt ô tô nên ra là nó cũng hơi gác lại mọi thứ. À đấy em chim vào lúc 1 giờ đấy anh nhá. À. Vâng, chim khỏe. Vâng, chim khỏe đẹp và ăn tốt. Nhìn em cảm thấy bước đầu là nhìn thấy cũng ưng mắt đúng không? Vâng. Chim mái là con đuôi dài đấy anh. Thì em tự em chấm điểm đi, nhìn đấy anh, nhìn thì anh để cho em cái trắc nghiệm kiến thức, em luận ra con số 69 với 96 nên là giỏi rồi còn gì nữa. Vâng. Cứ nuôi đi một thời gian nữa, xong thì có gì chụp ảnh thỉnh thoảng ấy anh chỉ cho nhá. Màu cườm màu kiếc rồi, đẹp rồi. Nó loại mùa đông này thì nó anh gửi cái loại nó bánh tẻ như thế cho nó yên tâm cho em. Vâng. Về nó ăn lúa thì cho ăn lúa thứ nhỉ. Ôi nó ăn khỏe lắm, cả lúa em cho cả lúa cả cám mà. Chim của anh nó nhanh nhẹn bóng khỏe mà. Vâng, thế ấy thế. Ôi thế có chương trình gì nữa không anh? Chương trình thì còn cái số 78 này thì
cái số cơ bản nó này, cháu nó lại bốc vào cái số thất bát, nên là chả ông nào có cái số điện thoại đấy. Anh đang bảo là bảo là tối nay được thì anh lại ra cái chương trình game để xem cho mấy anh em có cơ hội thêm. À, thế buổi tối ấy, làm thế nào cho nó vui nhỉ? Tối nay thì anh cũng thành thử là cũng muốn để cho anh em vui, bên này nó đúng theo lời hứa của anh là đúng. Vâng. Thì ok thôi, từ tối nay có gì thì cứ để ý. Vâng. Thế có thì vẫn giờ nhưng qua anh. Cứ giờ nhưng qua, cái 8:30 là anh làm việc buổi tối. Vâng. Thế là được rồi. Nếu anh thấy buổi nhớ nhưng mà anh bị xe cộ nó ô tô nó bục lốp. Vâng. Đấy, nói chuyện với em chim của anh gáy ác luôn, ngủ ác luôn. Thế là bảo thế được chưa thì bảo anh một câu cho nó an tâm. Được, ok. Thế là được rồi. Vâng. Anh cũng vâng. Rồi, thế em nhá. Vâng, chào anh nhá.